thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 nhằm triển khai có hiệu quả chủ đề công tác của năm thanh niên tình nguyện. Sáng ngày 22 tháng 5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức chương trình lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Năm nay, Ban Thường vụ Đoàn khối xác định triển khai một chương trình tiếp xúc mùa thi, hai chiến dịch là mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng, đồng thời tổ chức 10 hoạt động quy mô cấp khối trong toàn chiến dịch, tiêu biểu như lễ phát động ra quân chiến dịch tại Hà Nội và hành trình tình nguyện tại tỉnh Quảng Bình, ngày hội hiến máu tình nguyện cấp khối năm 2024, hành trình tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương vì biển đảo quê hương, chiến dịch kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Cao Bằng, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 tại tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn khối đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu tổ chức cho ít nhất 40.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn triển khai, xây dựng, hỗ trợ xây mới ít nhất 5 tuyến phố văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, xây dựng mới ít nhất 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, trồng mới ít nhất 15.000 cây xanh, sửa chữa ít nhất 7 km, làm mới ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 600 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, cùng nhiều chỉ tiêu thiết thực và có ý nghĩa khác. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của đoàn khối các cơ quan trung ương năm 2024 hứa hẹn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho tuổi trẻ khối tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.